sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Doanh nghiệp của Shark Hưng lãi 500 tỷ đồng, nguồn thu lớn nhất từ đâu? Kết thúc năm 2019, Senland báo lãi trước thuế 500,5 tỷ đồng, cao hơn 25% so với năm trước. Ông Phạm Thành Hưng, hay còn được gọi là Shark Hưng, được biết đến với vai trò do vốn cho các startup trên chương trình truyền hình thực tế Shark Tank Việt Nam Thương vụ Bạc Tỷ. Trên thị trường chứng khoán, ông Hưng được giới đầu tư biết đến trên cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ, Senland. Công ty này đã có công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 2019. Kết quả kinh doanh quý 4 của Senland ghi nhận doanh thu thuần đạt 704 tỷ đồng, nâng con số cả năm lên 2.317 tỷ, tăng 37% so với năm trước. Hoạt động môi giới vẫn là trụ cột của Senland với đóng góp 1.304 tỷ đồng doanh thu, chiếm 56% cơ cấu doanh thu. Tuy nhiên, tăng trưởng ở mảng này chỉ đạt 12% so với 2018. Doanh thu đầu tư bất động sản xếp thứ 2 mang về hơn 980 tỷ đồng, gấp đôi năm 2018. Trong thời gian vừa qua, ngoài ngành cốt lõi là môi giới với hệ thống 10.000 môi giới đến từ siêu thị dự án bất động sản STDA và hệ thống gần 500 sàn liên kết các đại lý ủy quyền, Senland đã dần chuyển hướng đầu tư dự án tại nhiều địa phương trên cả nước như dự án Vườn Sen Bắc Ninh, The Center Thanh Hóa, Làm Việt Kiều Hải Phòng. Hiện Senland đang có hơn 100 dự án đủ điều kiện bán, bởi vậy danh mục dự án của đơn vị này là nhiều nhất trên thị trường và lượng hàng có thể bán cũng là nhiều nhất. Kết thúc 2019, Senland báo lãi trước thuế 500,5 tỷ đồng, cao hơn 25% so với năm trước. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng tương đương lên 394 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng từ 3.880 đồng lên 4.925 đồng cho một cổ phiếu. Tổng tài sản ở mức 2.680 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 65% với hơn 167 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Công ty chỉ vay nợ tài chính gần 83 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 809 tỷ đồng. Bên cạnh đó là thặng dư vốn cổ phần hơn 150 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển gần 67 tỷ đồng. Hoàng Mai, người đưa tin.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.